Đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20% dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đến với những tin tức cập nhật về tình hình Niger nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung. Hôm nay chúng ta sẽ có một số thông tin đáng chú ý về tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sau khi ông chủ của họ đang được nghi ngờ là đã tử nạn trong một vụ rơi máy bay cuối ngày 23 tháng 8 vừa qua. Trong khi lực lượng Wagner tại Belarus theo một số nguồn tin là đang tập trung có thể dồn về Nga với mục đích chưa rõ, thì tại châu Phi, khu vực hoạt động chính của nhóm quân sự tư nhân này, Wagner lại đang có động thái mở rộng và phát triển thêm các căn cứ bất chấp thông tin chưa rõ ràng về ông chủ Prigozhin. Ví dụ, hôm qua chúng ta đã có được một vài bức ảnh xác nhận rằng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang phát triển thêm các cơ sở tại Mali với bức ảnh này. Và nguồn tin đăng bài viết này nói rằng Wagner đang hiện diện khá đông trên lãnh thổ Mali. Đồng thời, một nguồn tin khác cũng cho biết căn cứ mới nữa của Wagner hiện tại đã được thiết lập ở Cộng hòa Trung Phi. Như vậy, theo những thông tin chúng ta có vào thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Wagner đang thiết lập quyền kiểm soát và xây dựng căn cứ của họ tại các nước như Mali, Niger, Chad, Cộng hòa Trung Phi và trông như các căn cứ của họ đang tạo thành một đường cong. Ta có thể thấy Wagner đã thành công trong việc củng cố quyền kiểm soát để thiết lập sự hiện diện của họ tại lục địa đen. Một cập nhật quan trọng nữa liên quan đến khu vực sẽ nhắc đến, đó là hôm 22 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Yevkurov đã đến Libya, một đất nước nằm ở phía bắc châu Phi. Nhiều quan chức cấp cao đã có mặt trong chuyến đi này và rất nhiều nội dung quan trọng đã được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trao đổi với chính quyền địa phương. Về cơ bản, tại Libya hiện vẫn còn có chiến tranh, nói đúng hơn là một cuộc nội chiến và đất nước này đã bị chia thành hai phần, là phần phía Tây và phía Đông. Với phần phía Tây là Tripoli, còn phía Đông là thủ đô Benghazi. Các quan chức quân đội Nga đã đến thảo luận với chính quyền Libya và cụ thể là Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Libya, tướng Khalifa Haftar. Họ đã thảo luận về ít nhất hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là hỗ trợ quân đội Libya và chính quyền Libya để chiến thắng cuộc nội chiến. Và điều thứ hai được cho là họ thảo luận về vai trò hỗ trợ mà Libya có thể cung cấp cho người Nga trong cuộc chiến có thể xảy ra sắp tới ở châu Phi, cụ thể là Niger. Bởi vì hôm qua, chúng ta đã biết được rằng Algeria đã từ chối Pháp trong việc Pháp muốn Algeria cho phép Pháp sử dụng các tuyến đường tiếp viện qua Algeria tới Niger, nhưng Paris đã bị từ chối. Và như vậy, Pháp đã mất đi khả năng tiếp viện nhanh nhất của họ tới các nước Tây Phi. Hiện tại, Nga đang muốn đạt được thỏa thuận với Libya trong các tuyến đường giao thông vận tải để giảm thiểu chi phí cũng như sự khó khăn trong việc cung cấp và hỗ trợ lực lượng của họ tại Niger và phía Tây châu Phi. Bây giờ, ngay cả Nga, Pháp hay những nước phương Tây đều đang cố phát triển các tuyến đường giao thông vận tải của họ với Niger. Và tình hình hiện tại sẽ là bên nào giành được chiến thắng trong cuộc chiến sẽ có được các tuyến đường vận chuyển hậu cần và bên nào sẽ có khả năng thiết lập các tuyến đường cung cấp thường trực sẽ là bên giành chiến thắng cuối cùng. Và có vẻ Pháp và phương Tây đang đuối sức so với Nga bởi Nga đang có quan hệ cực tốt với Algeria, Ai Cập và bây giờ là vụ mặc cả với Libya. Như vậy, hy vọng cuối cùng của phương Tây sẽ là ECOWAS, khối liên minh Tây Phi với Nigeria làm chủ chốt. Khi được bầu làm chủ tịch ECOWAS vào tháng 7, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cam kết sẽ không cho phép xảy ra hết cuộc đảo chính này đến cuộc đảo chính khác. Ebenezer Obadare, thành viên cao cấp về nghiên cứu châu Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng lập trường cứng rắn của ông Tinubu bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tránh tình huống tương tự sẽ diễn ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi. Các nhà phân tích cho rằng, thời điểm này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với địa chính trị nội bộ châu Phi. Tatiana Smirnova, nhà nghiên cứu tại trung tâm Francopaix về giải quyết xung đột và sứ mệnh hòa bình nhận định. Đối với Nigeria, rủi ro là rất lớn. Ở một mức độ nào đó, tình hình tại Niger sẽ tác động đến tương lai nước này. Dù cuộc khủng hoảng ở Niger là vấn đề nội bộ của châu Phi, nhưng đã được xem xét như một phần của cuộc cạnh tranh lớn hơn giữa các nước phương Tây và Nga. Nếu như Niger hợp tác chặt chẽ với phương Tây, cho phép các binh sĩ Pháp và Mỹ đồn trú như một phần của nỗ lực chống khủng bố, thì một số quốc gia châu Phi khác lại chào đón Nga. Theo bà Tatiana Smirnova, những lợi ích và rủi ro chồng chéo của các nước đã khiến châu Phi bị phân cực, làm phức tạp thêm các nỗ lực hòa giải. Khi được thành lập vào năm 1975, ECOWAS được thiết kế để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và tiền tệ trong khu vực, nhưng phạm vi của khối đã mở rộng đáng kể trong những thập kỷ gần đây, bắt đầu bằng sự can thiệp vũ trang vào cuộc nội chiến ở Sierra Leone và Liberia những năm 90, trong đó có các hoạt động an ninh và quân sự. Hiện đang có sự chia rẽ trong nội bộ ECOWAS về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. Các nhà lãnh đạo Nigeria, Bên Anh, Senegal và bờ biển Nga đã bày tỏ sự ủng hộ can thiệp quân sự với lý do cuộc đảo chính ở Niger đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực
và cụ thể là chế độ của họ và họ muốn ngăn chặn. Cuộc đảo chính đe dọa không chỉ nền dân chủ ở Niger mà còn ảnh hưởng tới uy tín của ECOWAS, một khối gồm 15 thành viên, cam kết đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực giải quyết tình trạng bế tắc và khôi phục trật tự hiến pháp Nigeria. Dù tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao, nhưng ECOWAS cho biết đã ấn định ngày D-Day, tức là ngày can thiệp quân sự vào Niger. Trái lại, các thành viên còn lại của ECOWAS tỏ ra do dự khi Niger rõ ràng không chỉ có một mình, họ sẽ có Mali và Burkina Faso sát cánh trực tiếp, trong khi Nga và các nước Bắc Phi thân Nga như Algeria, Libya hay Ai Cập hỗ trợ. Đó là còn chưa kể tới khu vực vùng sừng châu Phi liền kề với ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc. Thực tế đó dẫn đến việc cho đến nay, quân số cam kết mà các nước ECOWAS có thể đóng góp cho chiến dịch can thiệp là rất hạn chế, chưa tới 10.000 quân. Đây là một lực lượng quá nhỏ so với quân số cần có để đảm bảo cho sự thành công của hành động tấn công vào Niger. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, can thiệp quân sự có lẽ là điều không thể tránh khỏi với ECOWAS và Niger bởi nó ảnh hưởng đến sự sống chính trị ở các quốc gia Tây Phi vốn đã và đang rung chuyển bởi một loạt các cuộc đảo chính. Ông Ramane Idrissa, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi tại Đại học Leiden ở Hà Lan, cho rằng lời cảnh báo của ECOWAS sẽ giúp họ gia tăng đòn bẩy trong các cuộc đàm phán. Trái lại, Peter Phạm, thành viên của Hội đồng Đại Tây Dương, lập luận rằng ECOWAS đã chơi quá tay khi đe dọa làm điều mà họ chưa lên kế hoạch hoặc chưa tính toán đầy đủ. Theo nhà phân tích này, để đạt được mục đích, lực lượng can thiệp sẽ phải có quân số đông gấp 3 lần quân đội Niger. Không ai đưa ra được con số cụ thể. Chuyên gia J. Peter Phạm nhấn mạnh, đồng thời cho rằng ECOWAS đang sa chân vào một cái bẫy do chính họ đặt ra. Quy tắc ngoại giao cơ bản là không bao giờ đưa ra lời hứa hay lời đe dọa mà bạn không có đủ khả năng thực hiện và chưa sẵn sàng thực hiện. Nếu Nigeria dẫn đầu hành động can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger, thì điều này có nguy cơ khiến xung đột leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát và thậm chí có thể khiến các nhóm vũ trang lợi dụng tình hình để xâm nhập vào quốc gia này từ phía Niger. Một nhà phân tích Nigeria cho biết, quân đội Nigeria đang trong tình thế căng như dây đàn khi thiếu vũ khí và phải chiến đấu với các nhóm vũ trang đang gây ra những cuộc tấn công trên khắp khu vực miền Bắc và miền Trung trong nhiều năm qua. Họ phải chống lại các phần tử thánh chiến, chống lại các tay súng Boko Haram, nhưng họ vẫn chưa giải quyết được các vấn đề đó. Trong trường hợp ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger, thì mối đe dọa từ các nhóm khủng bố và các nhóm thánh chiến có thể tăng lên gấp bội với Nigeria. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.